với tựa game Hero of Steel. Và để không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào lựa chọn xe các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm một xe nào mà nó cảm thấy nó ngầu loài các bạn ạ. Đây rồi, ok luôn. Mình chơi con này các bạn nhé. Review cho các bạn xem về con xe tăng Choice này, Chuck này, con xe tăng.
chơi thử nhé. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như các bạn muốn mình review một cái game gì đấy thì các bạn có thể viết ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.